Em sống đây lâu chưa? Tới lui cũng mười mấy năm rồi. Là cái khu nghĩa địa mình ở đây là sao ta? Bỏ lo bỏ quan lâu chưa? Lâu rồi, em hồi em về cũng mới về giờ 14-15 năm á. Bỏ quan cả 14-15 năm ha. Lúc em cưới về đây là những bộ hài cốt đó là sao? Là kiểu như gia đình người ta thất lạc hay sao? Người ta để đây rồi lâu lâu người ta cũng có vô cúng kiến. Để luôn. Mã xung quanh cũng vậy, cái hành minh người ta cũng vô, người ta cúng. Còn việc của em ở đây là làm nghề gì? Em chạy tới chạy luôn, ở nhà đầu chạy trái cây, em ở nhà phường 3. Bán trái cây hay gì? Không, em làm chuyện. Em chạy tới chạy luôn, nhà chồng. Mình đi vòng ấy mình làm ha. Sáng em vào mãi, em cũng vậy, đi làm, ngày hôm qua cô bên đây chia sẻ mắng máng là cái khu nghĩa địa ấy, cái khu cái lò thiêu bỏ quan nghe nói linh dữ lắm không em? Cũng biết là lò cũng thấy cây lò mà biết không biết linh. Ta vô làm gì? Em biết hả? Vậy hả? Thấy cây lò lâu thôi chứ em cũng biết. Lâu người ta vô ha. Em cũng sợ chết em không dám. Sao sợ? Có ai bị gì không? Em sợ, ta thấy cốt nhiều quá. Mà em có nghe nói cái lịch sử có ai nhát, bị nhát hay là gì không? Em nghe nói vậy. Cũng vậy hả? Ủa linh dữ vậy ha. Qua tới nước ngoài kêu về cúng luôn. Nấu vậy thôi, chứ em không biết. Trời ơi, tự nhiên em nói mà anh nói gà nè. Rồi thân nhân có về không em? Không biết gì hết ha. Em ở đây em đi qua lại mà em còn sợ nữa hả? Ừ, sợ. Sống mười mấy năm đúng ra là phải quen chứ em. Rồi ban đêm em ở đây rồi em có đốt qua bển đốt nhang được không? Không, em không có qua bển, em đốt vòng vòng nhà nè. Đốt trước nhà cho ông bà thôi ha. Chứ đi vô cái nhà hài cốt thì em không dám ha. Cò cúng ở sân đó ha. Kệ mình tin tưởng họ phù hộ cho mình làm ăn em. Không có gì đâu. Sau này mình già mình chết cũng như họ vậy thôi. Chứ ai cũng vậy, mình còn sống nhiều khi ai cũng sợ mà cái đó là sai lầm. Vậy ha. Hôm qua là anh nằm chim bao, cũng như là anh được kiểu như ông tổ của anh á là kêu anh là phải đến đây là phải cúng. Mà cường cổ của anh nó rất là mỏi luôn á. Cái anh đi ra chợ anh mua đồ chai ha, là cái cường cổ của anh nó ấm lại, cái đó nó hết mỏi luôn. Thường thường anh nhức mỏi cường cổ. Anh cũng biết ở đây là người thân của ông bà ở đây ở nước ngoài cũng rất là nhiều. Anh biết chứ. Em nghe nói qua bển kêu người ta về đi vô họ cúng. Vậy ha. Đây vô cúng ha. Cơm chay ha. Ở đây là mình phải cúng cơm chay, bị gì các vong hồn hiện giờ đang ở trong miếu này là họ trở thành con của Phật rồi. Cũng như là họ nếu mà mình cúng là mình cúng đồ chay cho họ là đúng, là ok. Cúng đồ mặn là không nên. Mình làm ở đây chừng nào mình kinh tế mình cảm thấy khấm khá mình mua mâm qua cúng, cũng như là mình hưởng được cái đức sau này đó em. Cúng hoài anh con, nhưng mà em không có cúng nhiều, 1-2 cái bánh nhỏ gì đó. Ừ, nhiêu cũng được. Mình không có như giả nhiều, mình cúng hết. Kêu người ta vòng vòng, chia sẻ với nhau, ăn chút. Nhiều khi em nghĩ mình đốt nhang, người ta cũng hưởng nhang rồi. Hưởng nhang chứ, hưởng nhang cho ấm chứ. Mỗi ngày mỗi đốt á. Cái khu này hiện giờ là nhà nước không cho chôn nữa ha. Dạ hết cho chôn.
là vô tập trung ở đằng kia hết rồi. Ngay chỗ vị trí mà miếu với lò thiêu là đất của chùa nào em? Chùa của sư cô gì em quên mất tiêu, em nhớ tên. Đường đi cũng của cổ, mình làm cái đường ra nó mình phải xin cổ. Vậy ha. Cổ chùa làm vậy mới làm. Ờ. Bự nữa không cho. Cũng như là hiện giờ là đất đó là đất ở đây là của nhà chùa quản lý. Nhưng con rồi sư cô được đâu xin chỉ làm được cái đường nhỏ như chứ mình muốn làm đường bự chút tiện ha. Do nhiều khi trời mưa đồ cũng té hoài cái xe. Ờ. Sao không làm mưa bự? Tao không cho hả? Tao không cho, xin muốn chết mới được. Vậy ha. Vậy là nhà em ở đây là đi đường ké của ở bên miếu ha. Bên chùa. Ngoài trước đó chúng ta. Cái chùa này là nó ở đâu anh? Gần gần đây nè, mà em không biết chùa nào, em không có. Vậy ha. Về nhà thì ở đây đất gần rộng thì của nhà. Của nhà ha. Đất cũng rộng quá trời vậy. Ở đất giáp ganh với lò thiêu luôn hả? Sao không đây không sang lấp đây em? Không có tiền anh, nhóc tiền luôn á. Đúng rồi. Mình sang lấp lại mình chăn nuôi mình kiếm thêm. Nhưng ở đây biết sao mà trồng trọt không được. Sao vậy? Cây rồi nó không sống. Sao kỳ vậy ta? Trồng cây rồi không có sống. Nhưng mà cây nó tự mọc vậy thì được. Trồng trái cây rồi á là không có sống được. Nó chết chưa hả? Ừ. Chắc đất này nó liên quan đến cái khu đất cái lò thiêu lâu năm đó em, nó cổ làm sao? Tự mọc nó sống ha. Quá vậy. Có đất nhiều mà không làm được gì hết. Má chồng em cất nhà này hả, tốn biết nhiêu tiền, rồi đâu có tiền đâu mà đổ vòng vòng gì hết. Tiền không mấy, biết bao nhiêu tỷ mới đâu. Rồi công việc cả hai vợ chồng làm cái gì? Chồng em làm đông lạnh, thị sản. Thị sản ở ngoài Đông Lạnh 29 đó ha. Đúng rồi. Biết chứ. Được mấy đứa cháu? Được hai đứa con, một đứa 13 tuổi, còn đứa 8 tuổi. Vậy ở đây hồi đó tới giờ biết nhiêu năm, còn em thì mới vô sau này. Còn đây là cái gì? Trong cái nhà thờ chúng ta. Nhà thờ để hài cốt hay sao em? Vậy anh cảm ơn em ha. Để anh quay vòng vòng anh thấy con chó nó ngồi sau đó. Con chó ngồi đó kỳ lạ quá trời vậy ta. Có nói đỡ một lần ăn chậm giặt. Phải không? Có mắt đầu ngoài mấy gì có nuôi chó. Rồi mấy con chó này của bên kia. Dạ của bên kia. Rồi bây giờ hồi anh làm công việc bả nó sủa ầm sầm vậy, hồi bả về bả nhốt, kêu bả nhốt, bả nhốt không ta? Không biết hôm qua mà về nói chuyện với anh đó. Anh cảm ơn nha. Con chó này. Chó này quá đẹp luôn quý anh chị. Sủa gì không? Rồi, mắt đỏ chét luôn. Mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại lò hỏa táng Bảo Quang. Và ở kế bên là có những cái bộ hài cốt ở trong cái ngôi miếu. Thì hôm nay mình muốn vô đây mình thử thách, ngủ thử thách ngay lò hỏa táng quý anh chị. Thì ở đây mình thấy có một ông chú, mình hỏi thăm cái lịch sử, cũng như là mình hỏi thêm đó quý anh chị. Hỏi thêm cái lịch sử cái khu vực nghĩa địa này có linh thiêng hay không. Bởi vì mình thấy ở đây là nghĩa địa dữ lắm. Và thêm lò hỏa táng cổ. Quý anh chị thấy là nghĩa địa này là nghĩa địa cổ. Mình thấy ông chú cũng đứng đây để mình vô mình hỏi thăm thêm quý anh chị. Con chào chú. Ủa, chú đi đâu đây? Dạ con đi, con tính vô trong cái lò hỏa táng con ngủ thử thách qua đêm, mà con nghe
cô chủ nhà bên đây nói lịch sử cái lò hỏa táng này gùng gợn dữ lắm không chú? Ừ, ở đây là nó linh lắm chú ơi. Linh là linh sao chú? Ở đây có em trai bên đây đi qua đây văn võng ngủ á. Dạ. Nó ngủ rồi, đang ngủ rồi coi như bị là bóp cổ đó. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, rồi giái cúng rồi mới hết á. Dạ. Rồi thêm cái nữa là có một em trai nhậu xỉn đi ngang qua. Dạ. Đi ngang qua la lối ôm sùm này kia nọ rồi là coi như nó bóp cổ mệt lắm á, rồi bắt đầu phải ra cúng giái đó mới hết á. Dạ. Nó vậy thì chú đi vô đây cũng đừng nói tầm bậy bạ nha. Dạ dạ. Cúng quải gì thì cúng đi. Dạ dạ. Đừng có nói tầm bậy bạ. Dạ con cảm ơn chú ha. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình sẽ đốt nhang cho Phật xong ha. Và ông bà cô bác và các hương linh ở đây. Rồi xong mình đi sẽ đi qua bên cái lò thiêu ở bên đây là cái lò thiêu cổ. Mình sẽ thử thách. Mình nghĩ cái thước phiên hôm nay nó rất là hấp dẫn quý anh chị. Ok quý anh chị, bây giờ mình muốn ngủ thử thách ngay cái nhà hỏa táng bỏ hoang. Ngôi nhà này là bỏ trên 20 năm quý anh chị. Thì hồi nãy mình có hỏi thăm người chú và em gái ở kế bên là nói cái khu nghĩa địa và thêm cái lò hỏa táng này là ông bà rất là linh thiêng. Thì hôm nay mình muốn ngủ thử thách là tại đây. Ở đây văn võng được quý anh chị ơi. Đồ mình cúng qua là bánh trái này kia không biết cái con gì nó tha hết. Thì ok quý anh chị, hôm nay là mình muốn là mình tính văn võng là ở đây. Từ cây cột này qua bên đây là mình dự đoán ở nhà là có thể được. Nhưng mà hôm nay mình lại đây thì mình thấy đó là từ cây cột ở đây đi qua phía bên đây nó rất là xa. Thành ra mình văn võng không được. Mình mới đi tìm cái miếng giấy. Thì hôm nay con muốn đến đây con ngủ trải nghiệm qua đêm ở trong cái lò hỏa táng kỳ lạ này. Là lò này chắc mình theo mình đoán là xây thời Pháp quý anh chị. Tá túc qua đêm với ông bà thì con cúng cho ông bà cô bác hưởng ha. Hưởng nhang đèn bánh trái. Nếu mà ông bà chưa siêu thoát thì nhớ hãy làm cũng như là có cái hình bóng lạ trên cam hồng ngoại ha. Để cho khán giả con xem. Thì mình cũng có duyên quý anh chị, mình tính ngủ ngoài võng nhưng mà ở ngoài võng là văn võng không được, cây cột văn không được. Thì trước khi mình vô mình trải nghiệm cái ở trong cái ngôi nhà này thì mình quay cho quý anh chị xem ha, coi còn xương gì không ta. Thay mình đoán lâu năm rồi quý anh chị là không còn xương. Chỗ này là không còn xương đâu. Vẫn sạch sẽ bình thường. Ở trên đó mình thấy gì ta? Gạch có những cục nó bị xuống cấp. Nó mục. Để mình đi qua bên đó mình kiểm tra lại cái nữa. Coi có khả năng nằm ở trong hay không quý anh chị. Thử thách bên trong thì mình không sợ, nhưng mà mình sợ cái là những cái viên gạch đó quý anh chị. Đó quý anh chị thấy không? Khu nghĩa địa ở đây là nghĩa địa cổ. Cái gì vậy? Con gì làm mà rạc rạc vậy ta?
Rồi. Cái con gì mà nó ủi két ra quá trời luôn quý anh chị. Ôi dồi ôi. Gì ta? Là mình muốn đứng tim quý anh chị. Ở đây là dân võng cũng được luôn. Nhưng mà mình muốn là cái cường độ cao là nằm ở trong thì nó hay hơn. Bởi vì hôm nay là mình chuẩn bị giấy này kia xong hết trơn rồi. Mình vô mình thử thách, mình nằm ở trong cái miếu bổ qua ấy, trong cái trong đây là nhiều thi hài ngày xưa đã đem vô đây đốt, là có thể là hàng ngàn thi hài. Là mình muốn trải nghiệm trong này nó cái cường độ nó cao, nhưng mà mình không biết gạch nó có an toàn hay không. An toàn không ta? Mất kiến rớt. Cái này có một điều kỳ lạ là mình thấy á, là bánh với nước hôm qua là mình cúng đây á, là mình để nguyên một dĩa bánh luôn, mà hôm nay là không còn. Quý anh chị có thể thấy là ở đây có thêm 3 hũ hài cốt, không có thân nhân. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình dừng máy, mình sẽ bày đồ ra cúng ha. Thì trước khi mình ngủ thử thách là mình cúng cho ông bà tại bên ngoài, cũng như là bông ấy, cũng như là bánh, nhang đèn để cho ông bà hưởng, để mình cũng như là mình làm một cái lễ nho nhỏ để mình được phép. Chứ mình vô mình xin bằng cái miệng thì nó không bằng, nó không hay quý anh chị. Phải có phép, phải có kiên rồi. Ở đây mình nghe nói con chuột nào, con chuột nấy bằng mắt dế luôn quý anh chị. Chuột rất là to luôn á. Mình cúng né né qua bên quý anh chị ơi. Không biết cái máy quay nãy giờ mình đặt có đúng vị trí hay không. Thì ok, đúng rồi đó. Mình không biết tại sao cái những cái chỗ mà linh thiêng chỗ khác á, là mình đến là mình rất là hồi hộp, nhưng mà đặc biệt chỗ này là mình cảm thấy nó ông bà phù hộ cho cái con người mình nó ấm lại quý anh chị. Cái cảm giác là không có sợ gì hết. Mình nghĩ là, theo mình nghĩ là cái dĩa bánh này hôm qua là có thể là cái con chuột nó lôi đi chỗ khác ăn quý anh chị. Nó giờ me cái mít hoài luôn, cái mít bị lỗi.
thông qua cái video này, nếu mà các bạn nào muốn đến đây trải nghiệm, muốn đến đây trải nghiệm ở trong cái hầm này thì nhớ comment. Mỗi một giờ là tôi sẽ chi cho các bạn là 2 triệu ha, một giờ cho cái, cũng như là có cái tinh thần đó quý anh chị. Bạn nào mà muốn theo mình thì muốn thử thách tại đây thì cứ gọi vào cái số yêu cầu sụp tối xuống thôi, không cần ngay giờ, ngay 12 giờ quý anh chị. Con xin phép ông thằng lò, bà thằng lò, con xin phép các hương linh, hôm nay cho con xin tá túc cái hầm này. Thì con mời ông thằng lò, bà thằng lò và ông bà cô bác, anh chị em và trẻ bé lớn xúm xích dùng bánh. Cũng như hôm nay con muốn trải nghiệm ở đây thì con cầu mong cũng như là con nằm cho nó an toàn. Thì để mình cầm nhang quý anh chị. Thì cái nguyện vọng của mình á, sau này mình già thì mình sẽ dặn con mình, cũng như cái lúc mà mình qua đời thì ai cũng phải qua đời quý anh chị, nhưng mà có người thì muốn chôn, có người thì muốn đi hỏa táng cho sạch sẽ, còn riêng mình á là mình muốn hỏa táng sạch sẽ, đem hài cốt đem gãy ra sông đó. Thì ước nguyện mình là như thế đó, nhưng mà hôm nay mình có cái duyên mình chuyên đi ngủ thử thách những ngôi nhà quan khắp nơi thì mình cũng rất là sợ, bởi vì những ngôi nhà quan hay là những lò hỏa táng như thế này thì quý anh chị cũng biết, những ngôi nhà quan nó có vong nhưng mà nó không mạnh bằng cái ngôi nhà hỏa táng này, cái lò này. Thì mình muốn làm cái video này để gửi đến khán nhà quý anh chị, quý anh chị xem thấy cái thước phim hay thì nhớ cho mình một like, cũng như nhớ chia sẻ qua Facebook để lan tỏa. Bởi vì ở đây còn nhiều bộ hài cốt nằm ở bên đây, không có thân nhân đó, không có người cúng kiến. Mà hồi nãy có một cô chia sẻ là nói là những bộ hài cốt trong miếu bên kia là những linh hồn đó, người ta đi qua nước ngoài, người ta kêu người thân của người ta là về cúng kiến đó. Thì thông qua video này mình nhờ quý anh chị chia sẻ giúp cái video này nó lan tỏa ha. Cũng như bữa nay á, là mình muốn trải nghiệm cái cường độ của mình nó mạnh lên, để bớt sợ hãi. Nhiều khi mình đi ngủ những ngôi nhà quan mình rất là sợ, nhưng mà hôm nay cái điều đặc biệt của mình vô đây là cơ thể mình nó ấm áp, nó không biết sợ là gì hết. Thì ok, bây giờ mình sẽ lấy cái miếng giấy này ra, mình sẽ trải ra mình ngủ trong đó. Nhưng mà trước khi mình đi vô đây là mình, cái tinh thần của mình là trong một ngày là nó rất là hồi hộp, nhưng mà cái cảm giác mình đến đây là hình như là ông bà che chở cho mình, phù hộ cho mình làm ăn suôn sẻ. Thành ra mình không còn sợ gì mấy quý anh chị, cũng còn sợ nhưng mà không sao, thay mình đón thì không sao, vẫn an toàn. Thì thay mình đón
YouTuber tâm linh là chưa có ai dám là trải nghiệm như mình. Mình không sợ gì hết, yêu cầu mình làm tốt. Nếu mà được quý anh chị yêu thương mình thì mình sẽ trải nghiệm những chỗ linh thiêng để phục vụ cho quý anh chị xem. Cái này là mình làm xong là mình đem đi ra ngoài mình đốt bỏ luôn. Thì thường thường là những cái lò như thế này thì trước khi người ta đem cái hàng vô là cái đầu nằm ở trong kia, nhưng mà ở trong kia thì mình thấy gạch thể hiện giờ nó đang xuống cấp, tất nhiên là hiện giờ mình phải nằm quay đầu ra đây đó. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình tiếp tục thử thách ha. Bây giờ mình cởi cái áo ra cho nó mát lại, nãy giờ nóng nực quá quý anh chị. Còn quý anh chị nào muốn thử thách ở trong này là mỗi một giờ là 2 triệu, yêu cầu là 7 giờ tối là sập xuống á, là tôi sẽ trả tiền thưởng cho quý anh chị. Các bạn nào có ghen lì thì cứ điện tôi ha. Chết bạn mất ở đây. Lấy thuốc hút rồi cúng cho ông bà nữa, nó vừa quên nữa. Thì hồi nãy có một chú chia sẻ là lúc trước á, có một anh thanh niên ở gần bên đây là dắt trưa nóng nực là ảnh đem cái võng qua bên đây, họ ảnh giăng võng ngủ trưa quý anh chị, là bị vong đè bóp cổ luôn. Thì trước khi mình vô cái khu đất linh thiêng này là mình sẽ hỏi thăm người dân đây hết. Thì nãy giờ mình đã thẩm vấn một người chị với một người chú, thì quý anh chị cũng nghe ha, cái độ linh như thế nào. Con mời ông thần giữ cửa, ông thần lò và bà thần lò hút thuốc dùng bánh, và con mời các vong linh ông bà nào chưa siêu thoát thì cứ ghé hưởng nhang đèn và bánh trái. Thì hôm nay con không có đốt giấy tiền vàng bạc gì hết. Nếu mà con ngủ mà trên cam mà nó có xuất hiện những cái tâm linh ma mị gì đó thì hôm khác con sẽ quay lại đây, con cúng cho ông bà ha. Rồi thuốc con ở đây ha, hết tự lấy hút. Trước khi mình đi á là mình cũng dự tính hết, cái này là mình làm cái gối với anh chị, cái áo ấm để coi sao ta, cảm giác như thế nào. Bình thường, đối với mình là bình thường, còn quý anh chị cảm nhận như thế nào thì nhớ comment, nhớ chia sẻ cho mình ha, giúp cái video cho mình lan tỏa để mình có nhiều cái động lực mình ra những cái clip tiếp theo. Yêu cầu
trong đây có mùi gì ta? Cái lò này bỏ lâu năm lắm rồi. Theo mình nghĩ không có còn hơi hám. Không còn hơi hám những bộ hài cốt của anh chị. Bởi vì nó đã lâu năm rồi. Ở đây là cái lò này là xây thời Pháp. Mình thấy là gạch thẻ nó rất là bự luôn. Rồi, ông bà cho con, ông thằng cửa cho con tá túc qua đêm ha. Rồi, còn mong cái video này cho nó suôn sẻ nha ông bà. Ông bà phù hộ cho con đi. Rồi, con không phá tán. Thì ngày hôm qua con có ghé con cúng kiến này kia. Là trước khi con ghé đây là ông tổ của con á, là có báo là phải mua đồ chay vô cái lò hỏa táng ấy, vô vô lò hỏa táng và cái nhà hài cốt để cúng cho ông bà. Thì ông bà cũng biết là cái lòng của con á là đối với ông bà rất là chân thật. Ở đây theo mình đoán có cái con gì nó chết vậy ta? Hình như là con chuột hay sao á. Nó có cái mùi hôi hôi của anh chị. Nó còn cái mùi tanh tanh, nó rất là kỳ lạ luôn. Theo mình đoán chắc không phải chuột quá. Mình hút hết điếu thuốc này xong rồi mình sẽ ngủ nha quý anh chị. Tim mình hiện giờ đang bị đập mạnh, nghe mình phình phình luôn á. Diện trắng vậy ta. Rồi tới một chuyện nữa quý anh chị ơi, bây giờ lỡ vô đây thử thách rồi nằm luôn chứ biết sao giờ. Mình thấy trắng trắng mà màu màu ảo chứ không có thấy rõ. Có thể trên cam hồng ngoại là thấy rõ quý anh chị, để về mình coi lại. Thì bánh trái nhan đèn tôi cúng ở ngoài thì có thu hút nữa. Thì tôi mời vong linh ra hưởng ha. Bị gì mà hiện giờ mình thấy có một bóng trắng trắng. Rồi mình có trang đem mất kiến lại. Kiến này kiến mát.
Nãy giờ mình cũng cũng được khoảng một tiếng với anh chị. Mà nãy giờ mình nằm ở đây là mình thấy con bướm màu vàng luôn. Nó rất là kỳ lạ, hình như là ông bà che chở mình hay sao á. Về cho ta. Ở đây có thể là ông bà che chở mình à, nằm thử thách. Ở đây nãy giờ cũng khoảng một tiếng, rất là suôn sẻ. Thì con cảm ơn ông bà nhiều ha. Để mình quay cho quý anh chị xem con bướm ở trong cái ông này nè. Đó, quý anh chị thấy không? Là mình vô mình ngủ khoảng cỡ 10 phút là mình thấy con bướm ông bà bay vô. Đâu ta? Đây. Bướm màu vàng luôn. Bướm này là hình như là mình thấy bị hiếm quý anh chị. Bướm này rất là đẹp. Có thể vòng này còn nhỏ tuổi, chưa đi siêu thoát được. Và mình thấy một con dơi gian mũi. Hình như là dơi của mình hay sao á. Mình có bán con dơi. Nhà mình là có nuôi dơi ha. Dơi phân hữu cơ 100%. Alo, mình sẽ bao ship cho quý anh chị ha. Bao ship tận nơi, tận nhà. Thì video nãy giờ cũng hơi là dài. Mình có thể mình kết thúc clip tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký và chia sẻ ủng hộ. Thì chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye quý anh chị. Nếu quý anh chị thấy hay thì nhớ nhấn like và chia sẻ giúp mình ha. Bye bye.